Hello mọi người, lại là mình, Angel đây. Chúc mọi người có một ngày học tập và làm việc vui vẻ nha. Và bộ đồ mình đang mặc có tên là Kỳ Nhông nha. Ở trong phần quà tặng á, cái áo của nó là 33 thỏi vàng, còn cái mũ là 70 thỏi vàng nha mọi người. Giá của cái mũ thì hơi chát thiệt, nhưng mà mặc lên nhìn rất là cute luôn. Đồ của game toàn là dễ thương thôi à, cho nên cái nào mình cũng thích hết á. Ok, mình nói vậy cho những bạn chưa biết về bộ đồ này á, khỏi phải thắc mắc nha mọi người. Còn bạn nào biết rồi thì bỏ qua giúp mình nha. Còn bây giờ là tới chương mục làm theo yêu cầu của fan. Mọi người để lại bình luận rất là nhiều, thách mình làm video kêu Louis là chồng yêu. Ok, mọi người yêu cầu, mọi người thử thách thì mình làm thôi. Mọi người đã dám đưa ra thì mình dám làm chứ đúng không? Sao từ chối được? Nhưng mà có thể mình sẽ làm một cái thử thách nó khác một tí. Vẫn là kêu Louis bằng chồng nha, nhưng nó sẽ khác. Còn khác cái gì á thì mọi người theo dõi rồi sẽ hiểu hơn nha. Rồi, vào việc thôi. Bây giờ mình sẽ gọi ổng qua nhà để dễ nói chuyện hơn nha. Chứ đi ra đường cứ chồng chồng vợ vợ, người ta đọc được người ta cười chết. Trời ơi, tụi tôi cũng mắc cỡ nữa mọi người. Đây đây, Louis bánh bèo đã đến. Rồi, bây giờ ra cổng đón chồng yêu thôi mọi người. Ôi ôi, nghe nổi da gà ta. Chào, hello. Đã chào rồi còn hello nữa, không ai như anh luôn ấy. Mà đi đâu cầm vợt vậy? Anh đang bắt côn trùng. Từ khi có côn trùng ra, người người nhà nhà ai cũng bắt côn trùng hết á. Đi tới đâu cũng thấy cầm vợt. Em ăn gì chưa mà online game rồi? Em ăn rồi, giờ này không ăn có mà nhịn đói á. Bắt con kỳ nhông này nè. Ơ, kỳ cục. Ủa, mà kỳ nhông sống ở dưới nước mà, anh phải câu mới được chứ làm sao ở trên bờ mà anh bắt. Nhưng giờ đang trên bờ. Nè he nè ha, bớt kiếm chuyện đi nha. Tí nữa người ta nói cho gầm cầu rồi bắt đầu than khóc. Em gọi anh làm gì á? Em định rủ anh đi hotel á. Làm gì mà bất ngờ dữ vậy? Đi không? Đi hotel làm gì em? Tham quan chứ làm gì? Hotel mới ra trong game nè. Trời ạ. Bớt bớt đen tối lại đi, trông sáng lên Louis ơi. Mà hotel chả có gì đâu em, phòng nào cũng giống nhau. Ông nói vậy thì thôi chắc mình cũng không đi ha. Bây giờ mình sẽ nói vậy nha. Ồ, vậy thôi em ở nhà câu cá nha chồng yêu. Đúng rồi, câu cá được rồi. Ủa? Ủa cái gì mà ủa? Mình nói nãy giờ mới phát hiện ra đó mọi người. Chắc hồi nãy ông không để ý chá đi. Em vừa kêu anh là gì á? Hay, kêu chát lên thì biết liền chứ gì. Ở đó mà đứng hỏi người ta. Em nói lại đi. Không, không nói lại đó. Bộ muốn kêu nói là nói sao? Kêu lại đi. Chồng. Nữa. Chồng. Nữa. Ư là trời. Bây giờ chồng có câu cá không? Dạ có, dạ có. Nhây ghê á. Bày ra làm chi ông đứng bắt kêu hoài luôn. Đi đi. Ồ, đang nói chuyện với Louis thì có khách vào nhà. Đây, Phương Anh. Ồ, cũng mặc bộ đồ kỳ nhông giống hai đứa mình luôn nha. Tại vì bộ đồ này mới ra nó còn dễ thương đó mọi người, cho nên là rất là nhiều bạn mặc luôn. Ủa, rồi qua chào nhau cười cười tiếng về nằm đất vậy hả trời? Sao cái mặt Phương Anh tím ngắt vậy? Covid à. Tím thủy chung. Mơ mộng thì có. Ủa mà tính ra là hai cái nào cũng đúng hết trơn á. Thủy chung hay mơ mộng thì cũng được hết á. Thích kiếm chuyện. Đi tắm bếp cái. Rồi anh đi đi. Ok, đây là cái sự khác biệt mà mình nói mọi người khi đầu nè. Chồng Phương Anh ơi. Ơi. Dạ vợ. Chồng nào đấy? Ủa, em có biết gì đâu. Anh đang tắm bếp hả? Sao tự nhiên chạy qua đây vậy? Ê, chồng nào ta? Chán sống à. Ui, trời, lấy cái đèn đọc người ta luôn.
gì á. Rồi, và Phương Anh cũng đánh lại luôn. Thôi Toàn rồi, cuộc chiến đang xảy ra đây mọi người ạ. Đánh cho về mét mẹ giờ. Ôi ôi, 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 trời ơi, chiến máu lửa quá. Ôi, cái gì vậy? Ý bạn sao? Chắc ta sợ, nhào vô. Ôi là trời. Tôi không biết gì nha, trong câu chuyện này tôi là người vô tội nha mọi người. Lần sau chừa nha, nhận vợ tào lao. Ôi là trời, cuộc chiến không hồi kết. Ôi rồi, chạy rồi kìa, đây ông này dí theo. Ơ, à, nhà bốn người kìa, có ai mới vào hay sao á? À, chồng Đôn Trề ơi. Chồng ơi, chồng ơi. Hello chồng. Trời ơi, chồng đi đâu ở đây vậy? Ơ, à, ở đây có ai đâu? Có chị với em thôi à, chị không nói em nói ai nữa. Chồng ơi. Ủa gì mà ủa? Chồng, 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 chồng. Chồng khỏe không vậy? Trời, lâu quá trời mới gặp chồng luôn á. Chồng Đôn Trề. Ui, anh Louis ra kìa. Anh, nãy giờ Đôn Trề bắt nạt em á. Nó xương. Dám nhận chị là vợ. Ủa, tôi là gì? Nhảy nhảy cái gì? Ra đây cãi nhau nữa rồi mọi người. Buồn cười ghê. Hôm nay mình cho anh tất cả mọi người luôn. Tự nhiên đang trong nhà nói chuyện với ông Louis. Rồi hai ông bà này te le tới nè. Vậy là mình ra mình ghẹo luôn. Nhìn mặt của Đôn Trề kìa, ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Còn anh Louis thì khỏi nói đi. Trời ơi, nãy giờ giang hồ ơi là giang hồ luôn á. Đập đánh người ta quá trời nha. Chồng Phương Anh ơi, chồng Phương Anh. Chồng Phương Anh ơi. Ủa, lộn lộn, đây đây đây. Chồng Phương Anh bên đây nha. Chồng Đôn Trề ơi. Chồng Đôn Trề. Ai cũng kêu vậy. Ai biết gì đâu. Em không biết thì ai cũng là chồng hết mà. Thôi, kiếp này chấm hết. Anh Louis bất lực với mình rồi mọi người. Ok. Theo như yêu cầu của mọi người, mình đã làm video gọi Louis là chồng yêu rồi đó. Nhưng mà không phải mình Louis đâu nha. Tất cả mọi người luôn. Ai mà vào nhà mình là mình sẽ gọi hết luôn. Tự nhiên bữa nay tôi có nhiều chồng ghê. Rồi bây giờ ông Louis ông nằm đây than thân chết phận luôn mọi người. Và video chỉ mang tính chất vui vẻ thôi. Và đây là hai đứa em của mình chơi trong game. Cũng khá là thân á mọi người. Cho nên là hiểu tính nhau hết à. Rồi mọi người còn thử thách nào cho mình nữa không thì cứ comment đi nha. Mình sẽ đi hết server làm luôn. Cho dù nó rất là khó, cứ thử thách đi, mình sẽ làm hết cho mọi người coi nha. Còn bây giờ thì hết clip rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nhớ đăng ký và bật chuông thông báo để xem những video mới nhất từ Angel Official nha. Bye bye mọi người.